Chào các chị, hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 23. Hình như đề thi môn giải tích 1 của Đại học Sài Gòn học kỳ 1 hình như đã thi sáng nay hay là vài hôm trước không biết. Tôi trình bày một lời giải. Giải đề cuối kỳ hoặc là nói cách khác là đề thi kết thúc học phần đó. Môn giải tích 1. Mã đây là mã học phần là 864005. Học kỳ 1 năm học 2023 2024 của Đại học Sài Gòn. Cảm ơn các anh chị đã gửi đề thi. Đề này thì tôi lúc nãy nó gõ lại cho nó rõ chút. Có hai lý do. Thứ nhất, cái máy in ở nhà, nếu mà in từ cái hình gốc thì nó hơi mờ. Câu 1. Dạ. Tính các giới hạn sau. Câu A. Tôi đặt ăn là bằng liệp của A lũy thừa 5x trừ đi 1 nhân với 1 trừ cos 4x chia cho căn bậc 2 của 1 cộng 8x bình trừ đi 1 nhân với tan 2x tiến về 0. Hai mũ 5x trừ 1 nhân với 1 trừ cos 4x chia căn bậc 2 của 1 cộng 8x bình trừ 1 nhân với tan 2x y tiến về 0. Các chị để ý là giới hạn này rõ ràng có dạng không chia 0, là một trong 7 dạng vô định. Thì về mặt nguyên tắc, chúng ta có 3 cái phương pháp. Thứ nhất là có thể dùng giới hạn cơ bản. Thứ hai là có thể dùng vô cùng bé. Và thứ ba là có thể dùng quy tắc L'Hôpital. Nhưng mà chúng ta thấy là với cái cấu trúc của bài toán là vừa hàm mũ, rồi hàm lượng giác, rồi hàm căn thức, rồi hàm tức là hàm vô tỉ, rồi hàm tan x cũng là dựng giác luôn, nó tùm lum như vậy, thì nếu chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital thì nó sẽ hư cực. Đẹp nhất là vô cùng bé. Giờ tôi trình bày theo cái cách dùng vô cùng bé ha. Khi x tiến về 0 thì A mũ 5x trừ 1 là vô cùng bé, tương đương với 5x. Tôi đã dùng công thức gì? Xét trong quá trình u tiến về 0 thì A mũ u trừ 1 là vô cùng bé, tương đương với u. Rồi 1 trừ cos u là vô cùng bé, tương đương với u bình chia 2. Rồi căn bậc n của 1 cộng u trừ đi 1 là vô cùng bé, tương đương với 1 chia n nhân u. Rồi tan u là vô cùng bé, tương đương với u. Trong bài của mình thì chúng ta sẽ dùng 4 cái vô cùng bé tương đương này.
mà nói thì tôi không biết các chị bên Đập Sài Gòn có học cái phần vô cùng bé không. Thì thật ra nếu mà không dùng vô cùng bé thì chúng ta dùng giới hạn cơ bản thì cũng được ha. 1 trừ cos 4x là vô cùng bé tương đương với 4x đem bình chia 2 là 8x bình đó. 4x đem bình phương là 16x bình chia 2 là 8x bình. Từ hai điều này suy ra chúng ta có thể nhân hai vô cùng bé tương đương vé theo vé, suy ra e mũ 5x trừ đi 1 nhân với 1 trừ cos 4x là vô cùng bé tương đương với 5x nhân với 8x bình là 40x mũ 3. Như vậy chúng ta vừa xử lý cái biểu thức trinh tử. Bây giờ giữ mẫu căn bậc 2 của 1 cộng 8 1 cộng 8x bình trừ đi 1 là vô cùng bé tương đương với, nó có dạng là căn bậc n của 1 cộng u trừ đi 1 u dấu trừ là vô cùng bé tương đương với 1 chia n nhân u. Chúng ta áp dụng công thức đó với cái bậc của căn n là bằng 2 và u là 8x bình, 1 chia n là 1 chia 2 nhân với u là 8x bình, các anh chị thấy là 4x bình. Rồi tan 2x nó có dạng tan u là vô cùng bé tương đương với u là vô cùng bé tương đương với 2x. Và chúng ta lại áp dụng tính chất vô cùng bé tương đương là có thể nhân hai vô cùng bé tương đương vé theo vé, cho nên kéo theo căn bậc 2 của 1 cộng 8x bình trừ đi 1 nhân với tan 2x là vô cùng bé tương đương với 4x bình nhân với 2x là 8x mũ 3. Vậy L bằng liệp, chúng ta có thể thay thế tử và mẫu bởi các vô cùng bé tương đương. Các anh chị thấy là trinh tử thay bởi 40x mũ 3, dư mẫu thay bởi 8x mũ 3, x tiến về 0. Bây giờ các anh chị rút gọn, 40x mũ 3 chia 8x mũ 3 rõ ràng là 5, x tiến về 0 và giới hạn của hằng số là chính nó. Chúng ta cũng lưu ý thêm là từ đây qua đây là chúng ta làm cái động tác là rút gọn. Và từ đây qua đây thì chúng ta lấy giới hạn ha. Ngoài phương pháp này ra thì cả hai phương pháp còn lại đều áp dụng được, có nghĩa là dùng giới hạn cơ bản hoặc quy tắc L'Hôpital. Nhưng mà các anh chị thấy là ý của thầy cô ra đề ở đây là người ta muốn mình sử dụng một trong hai công cụ đầu, tức là dùng giới hạn cơ bản hoặc là vô cùng bé ha. Chứ còn nếu mà áp dụng L'Hôpital thì cái bài này nó phức tạp. Được chứ không phải không? Nó phức tạp. Câu B, tính năng L bằng liệp của 3x bình chia cho log log 3 của 2x lũy thứ 3 x tiến về cộng vô cùng. Khi x tiến về cộng vô cùng thì chúng ta để ý rằng là trinh tử tiến về số dương rất lớn và giữ mẫu cũng vậy luôn, cho nên giới hạn này chúng ta thấy là rơi vô dạng vô định là vô cùng chia vô cùng. Và các anh chị lưu ý là chúng ta có tổng cộng là 7 dạng vô định ha. 7 dạng vô định. Cái gì? Không chia không, vô cùng chia vô cùng, vô cùng trừ vô cùng, rồi vô cùng nhân không, một lũy thừa vô cùng, không mũ không và cuối cùng là vô cùng mũ không. Ngoài ra
Thì chúng ta để ý quy tắc L'Hôpital nói gì? Khi tính lim của U chia V, xét trong quá trình x tiến về x chia rho, nếu như giới hạn này nó có dạng không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng, và đồng thời lim của U phẩy chia V phẩy nó tồn tại, thì lúc đó họ chứng minh được rằng là giới hạn ban đầu lim U chia V sẽ bằng lim của U phẩy chia V phẩy. Dĩ nhiên mình nói gọn là lim của U chia V, lim của thương á, sẽ bằng lim của đạo hàm trên tử chia đạo hàm giữ mẫu. Nhưng mà cái điều kiện áp dụng các anh chị biết rằng là thứ nhất là giới hạn nó phải rơi vô một trong hai dạng là không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng. Và điều thứ nhì là giới hạn phía sau giả sử tồn tại. Chỉ còn có những bài nó rơi vô dạng vô định như thế nhưng mà không áp dụng được quy tắc L'Hôpital. Để ý ha. À, bây giờ chúng, nhưng mà trong thực hành đó, chúng ta thử đi tìm. Trên tử 3x bình, các anh chị lấy đạo hàm là 6x. Dưới mẫu nó có dạng u mũ 3, đạo hàm bằng 3 nhân với u bình nhân với u phẩy. U phẩy có nghĩa là log 2x đạo hàm. Log u đạo hàm bằng u phẩy chia u, 2x đạo hàm bằng 2. Chia u là chia 2x. X tiến về cộng vô cùng. Chia 2x, 2 chia 2x, 2 rút gọn đi, còn x cái tầng thứ 3 đưa lên tầng thứ nhất là x bình. 3 với 6 rút gọn đi, trên tử còn 2. Và trên tử là 2 x bình. Dưới mẫu là log của 2x bình phương. X tiến về cộng vô cùng. Và chúng ta thấy rằng là sau khi đạo hàm lần thứ nhất thì L'Hôpital lần thứ nhất thì chúng ta thu được cái giới hạn nó đơn giản hơn chút xíu. Chút xíu ở chỗ là dư mẫu mũ 3 bây giờ trở thành mũ 2. Giới hạn này rõ ràng vẫn còn dạng là số dương rất lớn chia số dương rất lớn. Chúng ta thử áp dụng quy tắc L'Hôpital lần thứ nhì. Áp dụng quy tắc L'Hôpital. Giờ cũng tiếp theo nè. Dùng quy tắc L'Hôpital ta được. Bây giờ đạo hàm điện tử 2x bình đạo hàm rõ ràng là 4x. Dưới mẫu có dạng u bình đạo hàm bằng 2 nhân với u phẩy. U phẩy có nghĩa là log 2x đạo hàm, log u đạo hàm bằng u phẩy chia u. U phẩy là 2x đạo hàm bằng 2, chia u là chia 2x. Đây coi như tôi cũng đã viết gọn gọn vài cái bước đơn giản. Giờ chúng ta rút gọn. Hai rút gọn với 2 đi. X cái tầng thứ 3 đưa lên tầng thứ nhất. X nhân với x là x bình. 4 chia 2, trên tử là còn 2. 2 x bình. Dưới mẫu bây giờ chỉ còn log na ba của 2 x thôi. X tiến về cộng vô cùng. Giới hạn này rõ ràng vẫn còn dạng là số dương rất lớn chia số dương rất lớn, tức là vô cùng chia vô cùng. Chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital lần thứ 3. Đạo hàm trên tử chia đạo hàm dưới mẫu, trên tử 2x bình đạo hàm rõ ràng là 4x. Dưới mẫu log u đạo hàm bằng u phải chia u. Chia 2 là 1. 1 chia x đưa lên tầng thứ nhất là 4x bình.
x tiến về cộng vô cực. Như vậy các anh chị thấy đáp số rõ ràng là cộng vô cực. Số dương rất lớn đem bình phương vẫn là số dương rất lớn, nhân với 4 vẫn là số dương rất lớn thôi. Nhìn lại sang chút nữa. Câu số 2. Dạ. Câu A. Chứng minh rằng là hàm số y bằng cotan của x chia 2 thỏa mãn cái phương trình phía sau. Cotan của x chia 2. Bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta đi tính y phải cotan của x chia 2 đạo hàm. Chúng ta nhớ lại công thức cotan u đạo hàm trừ u phẩy nhân với 1 cộng cotan bình u, hoặc là trừ u phẩy chia sin bình u. Trừ u phải là trừ đi x chia 2 lấy đạo hàm nhân với 1 cộng cotan bình x chia 2. Vậy các anh chị thấy là trừ x chia 2 lấy đạo hàm, x đạo hàm là 1, như vậy là trừ đi 1 phần 2 nhân với 1 cộng cotan bình x chia 2. Rồi, và chúng ta chứng minh rằng là y phương trình 2 y phẩy cộng y bình cộng 1 bằng 0 là đúng ha. Giờ thật lại nè. Ta có 2 y phẩy cộng y bình cộng 1 bằng 2 nhân với 2 y phẩy chúng ta vừa tính xong ở đây trừ 1 phần 2 nhân với 1 cộng cotan bình chia 2. Cộng với y bình rồi cộng 1. Cộng y bình là cộng với cotan bình của x chia 2 cộng 1. Bây giờ các anh chị khai triển ra 2 nhân với trừ 1 phần 2 là trừ 1, nhân với 1 cộng cotan bình là trừ 1, trừ đi cotan bình, rồi cộng với cotan bình của x chia 2 cộng 1 là biểu thức phía sau. Chúng ta viết lại. Và rõ ràng chúng ta thấy là nó bằng 0. Ở đây mình hiểu là với mọi x thuộc miền xác định của hàm y cotan của x chia 2. Nghĩa là đây chúng ta để ý thêm thôi. Chúng ta để ý cotan của một góc xác định khi và chỉ khi góc đó khác KB
2x khác 2k bi. K là số nguyên. Mình ghi thêm cái câu điều phải chứng minh. Câu này thì mức độ dễ ha, có vấn đề gì. Câu B. Tìm M để hàm số sau liên tục tại x bằng 0. Viết lại cái hàm. X cộng A mũ 2X lũy thừa 1 chia X. X khác 0. Bằng M nếu X bằng 0. Giờ chúng ta suy luận nè. Hàm F liên tục tại x bằng 0 nếu phải chỉ nếu. Này là theo định nghĩa ha. Lim Fx x tiến về 0 bằng F tại 0. Ta ký hiệu đây là phương trình 1, cái phương trình chúng ta cần có, hoặc là đẳng thức cần có. Giờ chúng ta đi tính vế trái và tính vế phải. Lim của Fx x tiến về 0. Các chị để ý là x tiến về 0 thì suy ra x khác 0 theo định nghĩa giới hạn. Cho nên là x khác 0 thì chúng ta lấy F bởi nhánh thứ nhất, x cộng với A mũ 2x lũy thừa 1 chia x ha. X tiến về 0. Chúng ta để ý thêm rằng là cái giới hạn này nó đang có dạng là 1 lũy thừa cộng hoặc trừ vô cùng. Vì sao? X bằng 0 thì 0 cộng với A mũ 0 tức là 0 cộng 1 là 1, cơ số tiến về 1. Còn trên mũ 1 chia x thì rõ ràng x tiến về 0 cộng thì 1 chia x tiến về cộng vô cùng, x tiến về 0 trừ thì 1 chia x tiến về trừ vô cùng. Và đây chính là một trong 7 dạng vô định nè. Giờ tới đây thì có nhiều cách trình bày tiếp theo các anh chị. Nhiều cách. Thì một cách như thế này. Đặt y bằng x cộng với a lũy thừa 2x lũy thừa 1 chia x. Suy ra lóc này 3 của y, lấy lóc này 3 hai vé đó, x cộng với a mũ 2x lũy thừa 1 chia x. Và đưa cái số mũ ra ngoài. Bây giờ bước nhỏ thứ hai, chúng ta đi tính lim của log này 3 của y x tiến về 0. Cái quá trình đề bài, quá trình của cái bước này chúng ta đang tính là x tiến về 0 mà. Lốc này 3 của y thì bây giờ cái biểu thức này tôi viết thành dạng phân thức đi. Trinh tử là lốc này 3 của x cộng a mũ 2x chứ mẫu lại x tiến về 0. Bây giờ nếu mà viết như thế này thì chúng ta để ý rằng là giới hạn của mình nó rơi vô dạng là 0 chia 0. Vì sao? Vì trinh tử là 0 cộng với a mũ 0 là 1, lốc này 3 của 1 là 0, và dưới mẫu thì rõ ràng tiến về 0 rồi. Mà rơi vô dạng vô định này thì chúng ta thử áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đạo hàm trinh tử chia đạo hàm dưới mẫu.
lớp na 3 của x cộng a mũ 2x chia cho đạo hàm dưới 1 thì tiến về 0. Tôi đang viết từ từ cho nó rõ ha. Còn khi trình bày bài thi thì có vài bước trung gian các anh chị cảm nhận là không cần thiết thì các anh chị có thể bỏ bớt. Lớp U trên tử có dạng là lớp na 3 của U, đạo hàm thì U phải chia U. U phải có nghĩa là x cộng a mũ 2x. Lấy đạo hàm chia U là chia x cộng a mũ 2x. Dưới mẫu x đạo hàm rõ ràng bằng 1, x tiến về 0. X đạo hàm là 1. Rồi a mũ 2x đạo hàm là 2 nhân với a mũ 2x. Dưới mẫu là x cộng a mũ 2x. X tiến về 0. Giới hạn tới đây chúng ta thấy xác định và chúng ta chỉ việc là thay x bằng 0 vô thôi. A mũ 0 là 1 nhân 2 là 2 cộng 1 là 3. Dưới mẫu là 0 cộng với A mũ 0 là 1. Về bằng 3. Lim là bằng 3. Đó chính là lim của gì? Lim của fx x tiến về 0. À chưa? Xin lỗi, xin lỗi tôi quên nè. Đây mới là lim của lốc y thôi. Lim của lốc này bài của y. Rồi. Bây giờ vậy lim của fx x tiến về 0. Lim của y khi lim của fx x tiến về 0 là bằng giới hạn càng tìm đây nè. Tức là bằng lim của y. X tiến về 0. Mà chúng ta để ý y chúng ta có thể viết lại là a mũ log na 3 của y. Rồi bây giờ chúng ta có thể dùng tính chất giới hạn của hàm mũ sẽ bằng lim của cơ số được bao nhiêu lũy thừa lim trên mũ. Mà lim của cơ số a là chính nó, hàng số a là chính nó, còn trên mũ là lim của log y thì các anh chị thấy là bằng 3 vừa tìm. Rồi f tại 0 theo đề bài thì chúng ta lấy nhánh thứ nhì. X bằng 0 thì fx bằng m, nghĩa là f0 bằng m. Vậy đẳng thức 1 tức là cái đẳng thức cần và đủ để cho là điều kiện để cho cần và đủ để cho hàm f liên tục tại x bằng 0 đó. Chúng ta thay thế vào lim fx x tiến về 0 thì chúng ta vừa kết luận lúc nãy là a mũ 3. F tại 0 thì là m. Như vậy giá trị m là a mũ 3. Kết luận giá trị m cần tìm là m bằng a mũ 3. Hai câu đầu câu 2 điểm là hai câu 4 điểm à. Câu 3. Dạ. Tính các tích phân sau.
Các bạn tích phần là y đi, tích phần của sin 2x chia sin 4x cộng 7 cos bình x cộng 5. Đây, chúng ta đưa về hàm theo sin đi, tích phân sin 2x chúng ta viết lại với mẫu sin mũ 4, các anh chị viết lại cos bình, bây giờ tôi thay bởi 1 trừ sin bình, bài toán này để xem tình hình như thế nào. Sin 2x, ở đây chúng ta lưu ý là có hai cách gọi. Cách gọi thứ nhất trong sách giáo khoa lớp 12 là họ nguyên hàm, hoặc nói gọn là nguyên hàm, nhưng mà trong cái phần toán cao cấp thì cái tên gọi chính thức của nó đây chính là tích phân bất định. Với mẫu là sin mũ 4 trừ 7 sin bình, 7 cộng 5 là 12. Giờ chúng ta đổi biến, đặt t bằng sin bình x, suy ra dt bằng đạo hàm của sin bình nhân với dx, mà đạo hàm của sin bình là 2 nhân với sin, nhân với đạo hàm của sin là cos dx, mà như vậy có nghĩa là 2 sin cos là sin 2x. Để như vậy sin 2x để tí nữa chúng ta thay bởi dt. Bây giờ thay liền nè. Trên tử là sin 2x để thay bởi dt. Dưới mẫu sin mũ 4 thật ra là bằng sin bình đem bình, có nghĩa là t bình phương trừ 7t cộng 12. Thì chúng ta bài này thì có cũng tới đây có nhiều cách trình bày tiếp theo. Và chúng ta viết theo cái cách tương đối gọn chút đi ha. Viết gọn thì nó không, nó hơi tắt không hay lắm. Mình viết từ từ đi. 1 chia t bình trừ 7t cộng 12. Có thể viết lại là 1 tranh cho t trừ 3 nhân với t trừ 4, tức là đa thức chia mẫu. Bây giờ dễ thấy là có hai nghiệm phân biệt là 3 với 4, t bằng 3, t bằng 4. Chúng ta tách thành là a chia cho t trừ 3 cộng b chia t trừ 4. Để tôi trình bày theo cái cách phổ biến, người ta gọi tên là phương pháp hệ số bất định đó. Bây giờ các anh chị quy đồng bỏ mẫu thức rồi đồng nhất hệ số hai vé, vé trái là 1, vé phải là a nhân với t trừ 4 cộng b nhân với t trừ 3. Như vậy chúng ta nhóm lại là a cộng b thừa số t trừ đi 4a rồi trừ 3b tương đương với đây là thật ra là đúng với mọi t. Khác 34 á. Rồi chúng ta thấy là nó cũng thỏa mãn là vì t là bằng sin bình mà đi từ 0 tới 1. Như vậy a cộng b bằng hệ số của t vé trái có nghĩa là 0 trừ 4a trừ 3b bằng hệ số tự do vé trái là 1. Như vậy a bằng trừ b trừ 4a
trừ 4 nhân với trừ b trừ 3b bằng 1. 4b trừ 3b là còn b, b bằng 1. Và như vậy a rõ ràng là bằng trừ 1. Vậy y bây giờ bằng tích phân. Như vậy là hàm số 1 chia t bình trừ 7t cộng 12 chúng ta tách thành a chia t trừ 3 cộng b chia t trừ 4 và ứng với a là bằng trừ 1 và b là bằng 1. Chúng ta thay vào trừ 1 chia t trừ 3 cộng 1 chia t trừ 4. Để ta bằng trừ đi tích phân của dt chia t trừ 3 là log na 3 trị tuyệt đối của t trừ 3 cộng log na 3 trị tuyệt đối của t trừ 4 cộng c. Và cuối cùng là thay t bởi sin bình x trừ log na 3 trị tuyệt đối của sin bình x trừ 3 cộng log na 3 trị tuyệt đối của sin bình trừ 4 cộng c. Để ý sin bình đi từ 0 tới 1 cho nên ở đây chúng ta để ý là những kết quả đáp số các anh chị để như trên là về mặt toán học nó đúng, lại viết thêm cho nó đẹp ha. Là 3 trừ sin bình cộng log na 3 tương tự 4 trừ sin bình cộng c. Đây c là số thực tùy ý. Câu b, 3b. Tích phân từ 1 đến cộng vô cùng của x nhân với log na 3 của x bình đi. Rồi. Giờ bước 1 nè. Với t lớn bằng 1. Đây các anh chị hình dung để xây dựng định nghĩa tích phân từ 1 đến cộng vô cùng ha. Chúng ta hình dung là cái ý toán là đầu tiên mình tính tích phân xác định cận từ 1 tới t. À, ở đây t là số thực tùy ý lớn bằng 1, chị hình dung vậy. Rồi sau đó mình cho t này chạy về cộng vô cùng. Tức là họ xây dựng định nghĩa tích phân suy rộng dựa vào thứ nhất là tích phân xác định và sau đó là giới hạn của hàm số. Giờ với t lớn bằng 1 thì t đi tính. A lớn
bằng tích phân từ 1 đến t của x nhân với log nay 3 của x bình. Để đề gốc thì cái ngoặc đơn này không có, tôi thêm vô cho nó rõ. Để tôi gõ lại, tôi thêm cái ngoặc đơn. Giờ các anh chị đổi biến đi. Đổi biến sau đó phải từng phần hả? Từng phần luôn đi các anh chị. Đặt u bằng log na ba của x bình dv bằng x dx. Thật ra log na ba của x bình thì để ý x từ 1 trở đi thì nó dương, cho nên số mũ 2 mình đưa ra ngoài luôn cũng được. Suy ra du đạo hàm của log của x bình log u đạo hàm bằng u phẩy chia u x bình lấy đạo hàm chia x bình để mà như thế là 2x để chia cho x bình để mà như thế có nghĩa là 2 chia x để chọn v bằng x bình chia 2, một nguyên hàm của x là x bình chia 2. A bây giờ bằng u nhân v, có nghĩa là x bình chia 2 nhân với log na 3 của x bình cặn đi từ 1 đến t. Trừ đi tích phân của VDU, trừ đi tích phân từ 1 đến t. V là x bình chia 2 nhân với 2 chia x thì thành ra là số 2 rút gọn, x bình chia x còn x. X bình chia 2 nhân với 2 log x, log này 3 của x bình tôi viết bởi 2 log x luôn đi. Đúng ra là thay ngay từ đầu. Cần đi từ 1 đến t. Một nguyên hàm của x là x bình chia 2. Cần đi từ 1 đến t. Thấy rằng là mình có cách làm hay hơn là có thể suy ra luôn tích phân nó phân kỳ ngay từ đầu, khỏi tính. Tôi sẽ ghi chú phía sau. Thay x bởi cận trên là t, số 2 rút gọn vào số 2 đi, còn t bình log na ba của t. Trừ đi thay x bằng 1 thì dễ thấy là 1 bình nhân với log 1, lọc 1 đi bằng 0. Trừ đi thay x bởi cận trên là t bình chia 2. Trừ đi trừ là cộng. Thay x bởi 1 là 1 chia 2. Và đáp số là gì ha? T bình log na 3 của t. Trừ đi t bình chia 2. Cộng 1 chia 2. Ở đây chúng ta lấy t bình phương thừa số chung ở hai số hàng đầu, log na ba của t trừ 1 phần 2 cộng thêm 1 phần 2. Để ý tích phân suy rộng nó hội tụ thì nó mới có giá trị của nó, còn nếu mà nó phân kỳ thì thôi. Bước 2. Vậy chúng ta tính liêm của A lớn khi T tiến về cộng vô cùng. Nghĩa là liêm của T bình nhân với log na 3 của T trừ đi 1 phần 2
cộng thêm 1 phần 2 bên ngoài. T tiến về cộng vô cùng. Rồi, bây giờ tôi dùng tính chất là lim của tổng hiệu bằng tổng hiệu các lim, và lim của tích bằng tích các lim. Tôi viết luôn kết quả phía sau. Nhân với lim của log 53 của T trừ đi 1 phần 2. T tiến về cộng vô cùng. Cộng với lim của 1 phần 2. T tiến về cộng vô cùng. Rồi, chúng ta để ý thêm nè. Khi T tiến về cộng vô cùng thì T bình rõ ràng là cộng vô cùng. Rồi T tiến về cộng vô cùng thì log 53 của cộng vô cùng là cộng vô cùng, trừ đi 1 phần 2 cũng là cộng vô cùng luôn. Rồi cộng với một hằng số hữu hạn. Như vậy chúng ta dễ thấy là kết quả là một số dương rất lớn. Bước 3. Kết luận. Tích phân suy rộng đã cho phân kỳ. Để ý là tích phân suy rộng phân kỳ thì nó không có cái giá trị nha các anh chị. C. Tích phân từ 0 tới 2. Phóng x chia cho x trừ 2. Chú ý nè. Lim có 4x chia x trừ 2, x tiến về 2 trừ. Trên tử là 4 x 2 là 8, dưới mẫu là tiến về 0 trừ. 8 chia 0 trừ là trừ vô cùng. Điều này chứng tỏ là cái hàm số dưới dấu tích phân nó không bị chặn trên bằng 0,2. Cho nên là suy ra nè. Fx bằng 4x chia x trừ 2. Không bị chặn thì kéo theo là fx không khả tích.
theo nghĩa Riemann. Trên đoạn 02. Mà không khả tích như vậy đó thì suy ra cái tích phân từ 0 đến 2 của 4x chia x trừ 2 2 chấm là không phải là tích phân xác định. Mà bởi vì nó không phải là tích phân xác định cho nên kéo theo tích phân từ 0 đến 2 của 4x chia x trừ 2 dx được gọi là tích phân suy rộng. Cho nên đây là tích phân suy rộng của hàm không bị chặn. Của hàm không bị chặn. Còn được gọi là tích phân suy rộng loại 2 đó. Còn như phần vừa rồi tôi muốn giải thích thêm thôi. Còn dĩ nhiên trong bài thi thì mình không có biết, không có giải thích cái chỗ này. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Thì cũng có nhiều cách trình bày. Chúng ta có thể dùng lý thuyết để chứng minh tích phân này nó phân kỳ luôn. Còn không thì chúng ta cứ làm theo cái định nghĩa thông thường. Rồi, bước 1. Ở đây chúng ta hình dung tích phân cận từ 0 đến 2. Chúng ta hình dung là nhỏ 0 bỏ, lớn 2 bỏ. Và bài của mình thì nó gọn là nó không xác định tại cận trên. Không xác định tại cận trên cho nên chúng ta lùi xuống một chút. Là t đi. Để chúng ta tính tích phân xác định từ 0 đến t. Rồi sau đó chúng ta cho t tiến về 2 từ cái phía đó, có nghĩa là t tiến về 2 trừ. Cho nên bước 1 mình nói với t lớn 0 nhỏ 2. Ta đi tính. Vẫn đặt là a chữ gì cũng được. A của câu C và A câu B nó không giống nhau. Tích phân cận từ 0 đến t 4x chia x trừ 2 để bằng tích phân từ 0 đến t. Các anh chị lấy tử chia mẫu đi, số 4 mình đưa ra ngoài đi. Rồi x chia x trừ 2, các anh chị thấy rằng là được 1 cộng với 2 chia x trừ 2. Đấy. 4. Một nguyên hàm của 1 là x cộng 2. Một nguyên hàm của 1 trên x trừ 2 là log na 3 trị từ đó của x trừ 2. Cận từ 0 đến t. Thay x bởi cận trên. Thiếu chữ log. Trừ đi. Thay x bởi cận dưới. Thành ra là gì?
4T cộng 8 lốc nè bạn. T nhỏ hơn 2 cho nên thật ra là trị tuyệt đối của T trừ 2 là 2 trừ T. Hoặc là các anh chị cứ để trị tuyệt đối của T trừ 2 về mặt toán học cũng đúng. Chỉ có điều nó không đẹp thôi. Trị tuyệt đối của 2 trừ 2 là 2 trừ 2 lốc nè bạn của 2. Bước 1. Bước 2. Giờ chúng ta tính lim của A lớn T tiến về 2 trừ. Từ cái phía như lúc nãy thì các anh chị thấy là tiến về 2 mà nhỏ 2 chút xíu là tiến về 2 trừ. T cộng 8 log 3 của 2 trừ T trừ 2 log 2 T tiến về 2 trừ. Bằng 4 nhân với lim của T. T tiến về 2 trừ cộng 8 nhân với lim của 2 trừ T. T tiến về 2 trừ trừ đi lim của 2 log 2 T tiến về 2 trừ. Vậy chúng ta thấy vâng 4 lim của T, T tiến về 2 trừ là thay với 2 8 T tiến về 2 trừ thì 2 trừ T tiến về 0 cộng. Và chúng ta để ý là log này 3 của 0 cộng thì các anh chị để ý là trừ vô cùng nha. Còn trước đó là log này 3 của cộng vô cùng thì là cộng vô cùng rồi. Log này 3 của 0 cộng là trừ vô cùng. Còn lim của hằng số là chính nó thôi. Và chúng ta thấy đáp số chỗ này là trừ vô cùng. 8 nhân với trừ vô cùng là trừ vô cùng, cộng 8 là trừ vô cùng, bớt đi 2 log 2 vẫn là trừ vô cùng. Và như vậy chúng ta thấy lim bây giờ là không hữu hạn. Và bước 3 chúng ta kết luận. Hai chấm. Tích phân suy rộng đã cho phân kỳ. Nhiều cái cách hỏi. Tích phân có thể hội tụ, có thể phân kỳ. Và nếu mà trong cái tình huống mà tích phân nó phân kỳ như vậy thì đề thi ở đây đúng ra là nên hỏi là khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau đây, các tích phân sau đây. Nhưng mà ở đây vừa bất định vừa suy rộng thì cũng khó nói. Trong tình huống này tôi nghĩ nên tách riêng. Câu A là tính tích phân à, còn câu B là với C thì mình nói là khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau đây. Và nếu hội tụ á, thì đi tính tích phân, nó chuẩn xác về mặt ngôn từ ha. Chứ còn nó phân kỳ thì mình đâu có giá trị đâu tính. Cái đề thi thì nó không có sai, đó là một cách nói, chỉ có điều là chưa đẹp lắm thôi. Như vậy chúng ta được 7 điểm rồi. Chúng ta qua câu 4 đây là kết thúc. Câu A. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sigma 1 chia log 3 của n lũy thừa n là từ 2 đến cộng vô cùng.
Ý thứ nhất là chúng ta để ý UN 1 chia log na 3 của N lũy thừa N. Chúng ta để ý là nó dương với mà N lớn bằng 2, cho nên đây là chuỗi không âm. Bây giờ chúng ta áp dụng tiêu chuẩn căn thức đi, ăn là bằng lim căn bậc N của UN N tiến về cộng vô cùng. Bằng lim căn bậc N của 1 chia log na 3 của N lũy thừa N. N tiến về cộng vô cùng. Mắc căn ha, căn bậc N của lũy thừa N thì mắc căn. Bằng lim của 1 chia log na 3 của N. N tiến về cộng vô cùng thì log na 3 của cộng vô cùng là cộng vô cùng. Và 1 chia cộng vô cùng thì là 0. Không thì dĩ nhiên nó rơi vào trường hợp là nhỏ 1. Vậy chuỗi số đã cho hội tụ mở hoặc đơn là theo tiêu chuẩn căn thức. Bài này thì đơn giản vậy thôi. Câu B thì nó mới dài, thì bù qua sớt lại, có câu ngắn câu dài là bình thường. Câu B: tìm biên hội tụ của chuỗi lũy thừa sigma 2x cộng 1 lũy thừa N chia N bình nhân với 6 lũy thừa N. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. Bây giờ mình xem đây là chuỗi có dấu tùy ý đi. UN là 2x cộng 1 lũy thừa N chia N bình phương nhân với 6 lũy thừa N. Vậy thì UN cộng 1 sẽ là 2x cộng 1 lũy thừa N cộng 1 chia N cộng 1 đem bình phương nhân 6 lũy thừa N cộng 1. Là bằng lim. Chúng ta dùng tiêu chuẩn tỉ số cho chuỗi có dấu tùy ý đi. Lim UN cộng 1 chia UN trị tuyệt đối. N tiến về cộng vô cùng. Trị tuyệt đối, có dấu trị tuyệt đối nha. Dĩ nhiên đây là một cách làm thôi, ngoài ra có thể nhiều cách trình bày khác. UN cộng 1 viết trước đi. 2x cộng 1 lũy thừa N cộng 1 chia N cộng 1 bình phương nhân với 6 lũy thừa N cộng 1 chia UN là nhân nghịch đảo nhân N bình nhân với 6 mũ N chia 2x cộng 1 lũy thừa N. N tiến về cộng vô cùng. Giờ rút gọn xem thế còn gì. 2x cộng 1 lũy thừa N cộng 1 chia cho 2x cộng 1 lũy thừa N
sẽ còn 2 x cộng 1. Rút gọn với 60n cộng 1 dưới mẫu sẽ còn 6. Trên tử là n bình, viết lại. Dưới mẫu là 6 nhân n cộng 1 bình, tôi khai triển luôn. N bình cộng 2n cộng 1 luôn. Tiến về cộng vô cùng. Liêm 2 cộng 1 chia tử và mẫu cho n bình phương đi. Các anh chị được 1 chia 6 nhân với 1 cộng 1, 2 chia n cộng 1 chia n bình. Đây là một cách trình bày. N tiến về cộng vô cùng thì rõ ràng 1, 2 chia n tiến về 0, 1 chia n bình tiến về 0. Phía sau thiếu tiến về 1 phần 6 và phía trước còn lại là 2x cộng 1. Như vậy tôi viết lại đáp số là trị tuyệt đối của 2x cộng 1. Tất cả chia xong. Rồi. Trường hợp 1. Theo tiêu chuẩn tỷ số của D'Alembert thì chúng ta có gì? N là bằng trị tuyệt đối của 2x cộng 1 chia 6 mà nhỏ hơn 1. Thì chúng ta biết rằng lúc này chuỗi hội tụ a nhỏ hơn 1 tương đương với trị tuyệt đối 2x cộng 1 nhỏ hơn 6. Thật ra tới đây thì giải được rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta để ý thêm. Để tôi muốn chỉ thêm cái bán kính hội tụ mà. Tương đương với trị tuyệt đối của trong bên trong trị tuyệt đối, các anh chị rút hai thừa số chung đi. X cộng 1 chia 2. Trị tuyệt đối nhỏ hơn 6. Số 2 đưa ra ngoài và chia xuống, chia qua phía phải thì các anh chị thu được là trị tuyệt đối của x cộng 1 phần 2. Rõ ràng nhỏ hơn. Thế thì cái số 3 này các anh chị biết rằng là do đó bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa đã cho, xin lỗi, chỗ này không hay lắm, thật ra chưa đủ kết luận đâu. Bán kính hội tụ này viết là viết thêm bổ sung cho nó đủ ý. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa đã cho là R bằng 3. Vì những cái giá trị x mà vì thêm điều kiện lớn 3 thì nó phân kỳ, chuỗi phân kỳ. Thêm ý này nữa mới được. Còn thật ra bao nhiêu thì chưa đủ ha. Nhà bài của mình thì tìm miền hội tụ cho nên là mình cứ làm tiếp cho nó xong. Tôi như chú thích luôn cái chỗ đó luôn đi. Tăng nguyên cái phần là chú thích thêm. Nhưng
bài của mình là coi như mình biến đổi tiếp từ đây luôn đi các anh chị cho nó nhẹ nhàng. Như vậy tương đương với 2x cộng 1 đi từ trừ 6 đến 6 cộng 3 vé bán công thức với trừ 1 đi 2x bán 5 và nhỏ lớn hơn chọn 5 và lớn hơn trừ 7 và chia 3 vé của bắt nó thức cho 2 đi x đi từ trừ 7 phần 2 cho đến 5 chia 2 chuỗi hồi tụ có nghĩa là những số thực x thỏa điều kiện này nằm trong khoảng này khi thay vô chuỗi lũy thừa ban đầu chúng ta sẽ thu được chuỗi số nó hồi tụ ha. Trường hợp 2 ăn là bằng trị tuyệt đối có 2x cộng 1 chia cho 6 lớn 1 tương đương với trị tuyệt đối có 2x cộng 1 lớn 6 tương đương với 2x cộng 1 lớn hơn 6 hoặc 2x cộng 1 bán trừ 6 tương đương với x lớn hơn 5 chia 2 hoặc là x bé hơn trừ 7 chia 2. Những số thực x thỏa điều này khi thay vô chuỗi lũy thừa ban đầu chúng ta thu được các chuỗi số nó phân kỳ, nói gọn là chuỗi phân kỳ. Chuỗi lũy thừa lúc đó phân kỳ có nghĩa là thế x vô chúng ta thu được chuỗi số phân kỳ. Trường hợp 3 ăn là bằng trị tuyệt đối có 2x cộng 1 chia 6 cộng 1 chia 6 bằng 1 ứng với trị tuyệt đối có 2x cộng 1 bằng 6 ứng với 2x cộng 1 bằng cộng hoặc trừ 6 ứng với x bằng 5 chia 2 hoặc x bằng trừ 7 chia 2 coi như 2 đồng bút rồi. X bằng 5 chia 2 lúc này mình nói chuỗi lũy thừa đã cho chuỗi lũy thừa trở thành chuỗi số chuỗi lũy thừa trở thành chuỗi số thay x bằng 5 phần 2 vâng sigma 2 nhân 5 phần 2 là 5 cộng 1 là 6 6 mũ n chia n bình nhân với 6 mũ n n đi từ 1 đến cộng vô cùng các anh chị thấy rằng rút gọn tử và mẫu cho 6 mũ n chúng ta thu được chuỗi là sigma 1 chia n bình n đi từ 1 đến cộng vô cùng 2 chấm chuỗi này rõ ràng là hội tụ bởi vì sao? Vì chuỗi này nó có dạng chuỗi sigma 1 chia n mũ alpha n đi từ 1 đến cộng vô cùng với số mũ alpha bằng 2 lớn 1 chúng ta lưu ý là cái kết quả sigma của 1 chia n mũ alpha chuỗi này thì
hội tụ như thế nào, phân kỳ như thế nào chúng ta được sử dụng nha. Ta để ý. Sigma 1 chia n mũ alpha, n đi từ 1 đến cộng vô cùng. Để ý chỗ này hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn 1, và phân kỳ khi và chỉ khi alpha bán bằng 1. Kết quả này các anh chị để ý là được sử dụng. Dĩ nhiên là tùy trường nữa ha, tùy trường, tùy thầy cô, thường là sử dụng được. Rồi, trường thứ nhì là, nhưng mà tóm lại là khi x bằng 5/2 thì chuỗi lũy thừa đã cho trở thành một chuỗi số nó hội tụ, có nghĩa là giá trị x bằng 5/2 tí nữa mình nhận ra. Còn không biết là cái giá trị x bằng -7/2 thì như thế nào vậy ha? X bằng -7/2, chuỗi lũy thừa trở thành chuỗi số. Chuỗi lũy thừa trở thành chuỗi số. Hai nhân -7/2 là -7, cộng 1 là -6. Lũy thừa n chia n bình nhân với 6 mũ n. N đi từ 1 đến cộng vô cùng. Chia tử và mẫu cho 6 mũ n đi, thì rõ ràng chúng ta để ý thêm là bây giờ điện tử sẽ còn -1 mũ n chia n bình, n đi từ 1 đến cộng vô cùng. Hai chấm, đây là chuỗi đáng dấu. Ra có nhiều cái cách trình bày cho chuỗi này, nhưng mà một cách nói là chúng ta dùng chuỗi đáng dấu. Với UN là 1 chia N bình phương, bỏ cái phần xác định dấu là -1 mũ N đi. Thế thì rõ ràng dãy số UN là 1 chia N bình đó, rõ ràng đây là dãy giảm. Rõ ràng lý do là N càng lớn thì 1 chia N bình càng bé thôi, rõ quá. Và đồng thời lim UN N tiến về cộng vô cùng. Các anh chị thấy là bằng lim của 1 chia N bình, N tiến về cộng vô cùng rõ ràng là không. Dãy giảm và giảm về không. Do đó chuỗi đang dấu hội tụ. Do đó chuỗi đang dấu hội tụ. Mở ngoặc cân là theo tiêu chuẩn Leibniz dành cho chuỗi đang dấu. Vậy giờ kết luận chung cho cả bài nè. Vậy miền hội tụ, đây mà, như vậy chúng ta thấy là từ -7/2 đến 5/2 và cả hai đầu mút đều lấy hết ha. -7/2 chấm phẩy 5/2 lấy hết là ngoặc vuông hết. Và tới đây coi như kết thúc một lời giải cho đề thi cuối kỳ môn giải tích 1 của trường Đại học Sài Gòn. Và ở đây thì không biết thi ngày nào, chắc là hy vọng là sáng nay. Rồi, cảm ơn các anh chị đã gửi đề thi, và đồng thời cảm ơn các anh chị đã chia sẻ. Tạm biệt các anh chị. Chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành.